Chuyện đồng bốn chúng ta xong lực mà điểm đọc cổ rộp chùm điểm xu sẽ sắp bảo sẵn hà cả nhà Adam lục chùm tiêu lục lục sẵn nền kinh nha bởi mà tôi được tiết này kích chân tình ở khả nế bởi xe mong bốn đã tăng tạm đàn côn trô nó bởi mình bởi chạy kẹo với chi chúc chúm mình đang cho bà Vinlyone sẵn chút thơm mây nơi khả nông video thơm mây hãy khả nông video này đáng chúng ta có bàn thuở ca bởi một bà đông bòm nôm nâng chọn cổ một nơi video bằng 2 nhằm phí smartphone đã lỡ lỡ hai lúc nông đồng lại cả 160 đô la đã là bay nâng bay nhiều dùng nơi chân nằm people mà pay ở xa tại phụ viên cứ chất ở đồng nàng khá là chiếc smartphone trên thông mây hai cứ nơi chân nằm people mà pay mỗi khả bốc ni nâng miền smartphone chỉ tràn cho một chùm nua đồng nàng gần lại là bỏ phụ viên hãy mất nâng cho đọc video đi xong mong phần nằm một thông mây cùng phần chú chạy lại chất sắp nâng đá xin nhạc cần đăng mà nẹ mùi phong nằm bay tam đàn ở smartphone thông mây cái đôi chiếc đồng lại thử sắp đại thông mây tật bí chân nè viên liên quan chỉ riêng rõ thường ngày hai smartphone đầm bông đặc trưng lượng một chai đầm lấy nó cứ chia là tập hợp tranh bị cầm của Realme với cái chiếc Realme C đập ram trong vị trí smartphone của một thảo vị ca đã từ tù ban cả chạm vào lòng vì xét cái khả năng tự tế cam bị chia là bao dương tam đoan cứ kỳ nội dung para mình tên xem ra ở bóng phone đã còn mình sơ chỉ mình đầm lấy cả tràn còn tập para lẽ cả nạ thom đá trong vị trí smartphone đó là mua chỉ mua đầm lấy mà rồi Samsung đầm bông đó là thom can mình tên chỉ mình tổng hợp thom para mũi pon milliampere mao camera khẳng cao sẽ điên chỉ mình đằng camera của iPhone đập pi chẳng ở miền là bươn xạ thông họ đọc làm bây vát nâng miền ế cỡ rõng rập hết đầm nọ tật chẳng vì chiếc smartphone mùi đã kê bởi nhận dụng pra nâng khăn ông bởi tế bởi dương bản tốt mà tiến nâng cư chiếc bởi tập hồ đã tranh thông mây tập tại đạt lụ khăn ông bởi tế bởi dương tế cư chiếc bởi tập hồ tranh phí cầm hôn techno cư chiếc techno bổ và chẳng techno bổ và nâng cư chiếc smartphone đã cầm bông ta tùm nôn và chẳng cư kê nhận dụng pra là sao tại vì miền ế cỡ rõng thông chứ muốn nâng chiếc bởi phết khăn hay là dô chi phát sập thông báo việc thông đo tớ bởi mùi bốn milliampere mau chứ mùi phải chạy cạo chi xa đọc bởi mùi vát rèm đo bởi mùi kịch bài chứ mùi đang hậu sở bốn kịch bài rôm hai đầm lạc bởi viết cứ trâm tay mở rồi xám sắp bởi mùi đà lạc bởi nọ hai tu sắp đại bản tốp cứ chia bởi tập hòa đại tranh tăng bị đám chân năm cứ ở bọc cơm môn vua vấy cứ chịu vua vấy vài sạch phì chẳng mấy chiếc smartphone đã mê rụng riêng sát bàn chẳng đang là o chứ mấy cái rộng bật phết Infinity U camera càng cao bây cổ rụng riêng bật nất sát đầm lại riêng thu thái lai cứ trâm tay mà rồi hát sắp bật buồn là bật nô chẳng mấy chiếc smartphone mùi đó sát cả đôi chiếc tùm nông tùm nợp xâm rạp cả bà hai xâm rạp rụng riêng bảo viên bật nét kết thao vì chiếc smartphone đã lập bây là bàn cả đôi chiếc bật nhìn dùng này hai bật là bật phòng bật tốp cứ chiếc bật là bật ẩm bảy trong phô cô ẩm bảy cứ chiếc smartphone để mê rụng riêng sát mà mình xóm chiếc smartphone của đặt thả vị cano tê chung mùi nâng camera kháng cao có tùm rộng lôi rụng riêng bảo viết có bản nất ế cỡ rộng bật phết Infinity V rư đùm nọ tất thamo bản mùi bọn mì lì ẩm bế mong đùm lại trăm tàm bà rồi xám sập bản bồn đô la trong vị chiếc smartphone đào tùm nông có đối chiếc tùm nợp xì vừa lại đài bản tay xâm ra bật tế bảo dưỡng cư mừng toàn nọc đo tê ai nhìn chẳng vì chi tù sạp đại đại mình lạc khả nạ xâm bật riêng lọ mùi hay đạt lụ khả nông kinh chọp đầm lại đọt thu thả lại mùi chẳng vì bật chi lọ mình tên xâm rạp khả nị dương đàm biên lùi ở tết trong màn smartphone ở bóng phần nhầm rời ca bằng cục giang hai bản tốt mà tiết ý cứ chiếc bật tập hóa chanh bị cầm hồn Redmi cứ chìa Redmi 9 Redmi 9 cứ chanh tăng bị đám chân năm bị bọn mập hay mộc bà lê chìa bùn ảy cỡ rộng bật phết Infinity V camera khẳng cao bình chào cho cầm lắng thơm đã tới chương 5.000mAh là bốn xã thơm đọc 8W hai miên đầm lại thu thái mình tên trăm tay mà đôi xa xếp 9 là bản nô chẳng vì chiếc smartphone mùi đó tùm nông xâm rạp bóng phố đã có tầm miên kinh chọc thả vị ca trăm mà đôi đó là chương chẳng bán smartphone đã thơm khăn năng lọ pra bản chẳng Redmi Note 9 có thật nơi khăn ông tả răng ở smartphone lùm đập thả vị ca nỉ đài chẳng cứ vì lọ pra hay thơm khăn bán dù hai xâm rạp thu sạp đại bản tốp cứ chiếc lật tập hóa chanh bị cầm hôn ổ bông cứ chỉ Oppo A15 chẳng Oppo A15 tớp tại bật cả đạt lụ chỉ phía ca nơi khăn ông bật tế dương phần màn thang này tê chung bình ảnh cỡ rộng bật phết Infinity V ảnh cỡ rộng thông hay mình camera kháng cao chùm nguồn bay cổ rộp đập 7 megapixel gold thông hóa 4.230mAh bật chạy cạo chia sạ lượng lươn ở 15W hay mình thông hóa nâng cử căn phương màn dư xâm rạp bằng bộ này quạt ra camera bật phết một ạc cỡ thọt tớ sát cọp series CRM và bằng hoa bằng út khăn ông bật đài xương công Facebook hai đầm lại là bảo viết cả trăm tay mà rồi 39 đô la bằng nó chẳng vì thu thái cái đồ chỉ vì thơm hóa khăn bán dư là lời tù sạp đại tranh bị cầm hồn Oppo A15 này hai tù sạp đại bản tốt cứ chỉ là tập hóa tranh bị cầm hồn Vivo cứ chỉ Vivo vài đập bí ế đã tư bật cả đạt lụ chỉ phía ca nơi khăn nông bật tế là bảo dương nằm lại cứ mà rồi mà phay 9 đô la bằng nó hai rụng riêng bảo viết nâng cứ sát của xóm đang slim chỉ mùi nâng camera khăn cao chùm nguồn bay cổ
ហើយសម្រាប់អេក្រង់ខាងមុខជាប្រភេទដំណក់ទឹកឬ Infinity TV បាទអញ្ចឹងថ្មរបស់វា 5000 មីលីអំពែម៉ោងកាន់ភ្លើងបានយូរសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ធម្មតានឹងគឺមួយថ្ងៃពេញធ្លាយដល់ស្អែកទៀតផងសម្រាប់ទូរស័ព្ទដែរនេះកាមេរ៉ារបស់វាគឺថតមុខអាក្រក់ចេញមុខស្អាតដូចគ្នានៅលើទូរស័ព្ទដែរនេះអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ខ្វល់ថាមុខយើងមានមុនមុខអាក្រក់កព្រិចកព្រឹកអីទេបាទថតចេញពីទូរស័ព្ទដៃ Vivo Oppo គឺស្អាតដូចទេពបុត្រដូចទេពធីតាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវាកប់សេរីបាទបន្ទាប់គឺជាផលិតផលចេញពីក្រុមហ៊ុន Vivo ទៀតហើយគឺជា Vivo Y30 អញ្ចឹង Vivo Y30 ហ្នឹងគឺវាចេញតាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកម្លេះហើយតម្លៃបច្ចុប្បន្ននៅត្រឹម $159ជាមួយនឹងរូបរាងស្អាតអេក្រង់ប្រភេទ Panhou Display ឬមួយក៏ Lens ទំនួលអេក្រង់នៅខាងឆ្វេងបាទអញ្ចឹងថ្ម 5000 mAh បច្ចេកវិទ្យាសារ18 W ជាមួយនឹងរូបរាងហ្នឹងគឺស្អាតបាទអញ្ចឹងអេក្រង់ពេញកែមល្អនៅខាងមុខអញ្ចឹងវាជា Smartphone មួយដល់ទំនងដែរសម្រាប់គ្នាយើងដែលមានលុយត្រឹម149 159នេះហ្នឹងបាទគឺទិញមកប្រើប្រាស់គឺវាជា smartphone ដែលល្អដែរបាទអញ្ចឹងគឺវាពិសេសជាងគេហ្នឹងគឺថ្មវាកាន់តែម្ដងហើយយើងបានកាមេរ៉ាទម្លុះអេក្រង់ទៀតអញ្ចឹងវាតិចភ្នែកសម្រាប់ការទស្សនាបាទហើយទូរស័ព្ទដៃចុងក្រោយគេគឺជាផលិតផលដែលចេញពីក្រុមហ៊ុន Samsung គឺជា Samsung Galaxy A11 អញ្ចឹង Galaxy A11 គឺជា smartphone ដែលមានកាមេរ៉ាប្រភេទទម្លុះអេក្រង់ប៉ុន្តែគែមខាងក្រោមនេះគឺនៅសល់រឿងធំបន្តិចរូបរាងរបស់វាគឺមិនសូវជាអាក្រក់ហើយក៏មិនសូវជាស្អាតណាស់ណានោះទេជាមួយនឹងថ្ម 4000 មីលីអំពែម៉ោងជាងបាទប្រាប់ប្រាស់នឹងគឺកាន់ភ្លើងបានយូរនៅលើទូរស័ព្ទដៃនេះបាទអញ្ចឹងគឺវាជា smartphone មួយដល់ទំនងក៏ដូចជាតម្លៃរបស់វានឹងគឺធូរថ្លៃដែរត្រឹមតែ159ដុល្លារប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹង smartphone ដែលខ្ញុំសរុបមកខាងលើនឹងគឺមាន Samsung មានផលិតផលចេញពីក្រុមហ៊ុន Oppo Realme ហើយនឹងក្រុមហ៊ុន Vivo បាទអញ្ចឹងវាសិតតែជា smartphone ដែលទំនងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ហើយវាពេញនិយមក៏ដូចជាគ្នាយើងហ្នឹងគឺគាត់មានលុយតិចតួចហ្នឹងចង់ជាវគឺអាចធ្វើការជាវបាននៅ smartphone ដែលថ្មកាន់បាទគឺខ្ញុំសម្ដៅលើថ្មកាន់តែម្ដងសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃទាំងអស់នេះបាទមិនមែនថាវាប្រើប្រាស់អីមិនការទេវានៅតែអាចលេង game graphic ធំដូចជា PUBG ដូចជា Free Fire Mobile Legend Vanguard Rule of Survival SK Legend ឯបានដូចជាទូរស័ព្ទដៃខ្លះៗដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវារៀងតែកឬមួយក៏វាមិនសូវជា smooth បាទប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងថ្មរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺថាបាទគឺថាយុវវ័យមែនទែនបាទប្រើមិនចង់អស់ថ្មនោះទេទោះបីជាអេក្រង់របស់ពួកគាត់ហ្នឹងមិនសូវជាច្បាស់ល្អក្នុងការទស្សនាវីដេអូក៏ដូចជាកាមេរ៉ាមិនសូវជាថតច្បាស់ហើយចំពោះកម្លាំងម៉ាស៊ីនហ្នឹងក៏មិនសូវជាខ្លាំងប៉ុន្តែវាអាចល្មមសម្រាប់បងប្អូនដែលមានលុយតិចតួចមកចង់បានទូរស័ព្ទដៃមកលេងហ្គេមឬមួយក៏អ្នកប្រើប្រាស់លក្ខណៈធម្មតាបងប្អូនធ្វើការងារខលចេញចូលលេង Facebook YouTubeTikTok ឯធម្មតានឹងគឺវាមិនចោតជាបញ្ហាទេនៅលើ smartphone ទាំងអស់នេះអញ្ចឹងវាធូរថ្លៃទៀតផងបើសិនជាយើងមិនមានតម្រូវការខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ទេគ្រាន់តែចង់បាន smartphone មកលេង Facebook TikTok ឯទេបើអញ្ចឹងយើងទិញតាមធនធានរបស់យើងទៅកុំសូវហក់លោតលក់ស្រែរកភ្លឺគូកបីសេះតម្រៃខ្ចីលោកអង្ការទិញអីបើអញ្ចឹងវានាំតែខាតបងទេសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនមានតម្រូវការខ្លាំងក្នុងការប្រើប្រាស់បាទមានបងមលូសបងអីក៏ថាបានតម្លៃថ្លៃៗប៉ុន្តែ smartphone ថោកបាទគាត់មិនគិតសម្លឹងមើលទេបើអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងក៏សូមធ្វើការបញ្ចប់ត្រឹមនឹងខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ